Cô em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Hiện tại là bên em đang có một mẫu xe Ford Transit 2003. Vâng, thì một mẫu xe cũng khá là đẹp. Sơn si bên ngoài thì bác chủ xe làm cũng rất là đẹp rồi. Đấy. Xe thì máy nổ êm, điều hòa mát. Các bác về mà chạy học sinh hay công nhân thì cũng rất là tuyệt vời. Giá này chỉ có 58 triệu anh chị nhá. Vâng, 58 triệu. Và một mẫu xe cũng khá là đẹp anh chị ạ. Và cái lá trên này thì thực ra em chỉ gian độc cho anh chị thôi, chứ còn nếu mà bớt nhiều thì không bớt được. Đấy, anh chị thấy chưa, nước sơn bên ngoài thì bác chủ xe làm khá là đẹp này, khá là sạch sẽ anh chị nhá. Đấy, mẫu xe này chúng ta mới giàu mà về chạy học sinh hay là công nhân thì quá tuyệt vời luôn ạ. Đấy, sơn si khá là sạch sẽ rồi, nhìn khá là bắt mắt nhá. Và một mẫu xe phải nói là rất là đẹp, 2003. Giá lại chỉ có từng đấy tiền thôi, anh chị biết rồi. Và giá rất là hợp lý cho anh chị để anh chị sử dụng ạ. Vâng. Và đây là nội thất bên trong ạ. Đây ạ. Đấy, nội thất bên trong đây. Khá là đẹp anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, mọi thứ là khâu vệ sinh dọn dẹp là em cũng dọn khá là sạch sẽ hết rồi. Đấy, anh chị không phải lo về cái vấn đề vệ sinh tất cả thứ đó. Đấy. Hôm nay là bên em làm việc rồi, đang dọn chiếc quay em bữa trước là các anh khen xe nó bẩn quá đây nè, hôm nay em dọn đây ạ. Vâng, và đây là khoang máy của nó. Vâng, cũng khá là sạch sẽ anh chị nhé. Vâng, rất là sạch luôn. Để khẳng định là các bác mà những cái mua cái dòng xe như này thì phải nói là bên em dọn rất là cẩn thận cho anh chị rồi, thì anh chị sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì nữa nhá. Xe rất là đẹp, điều hòa mát ạ. À, và thực ra là cái dòng xe này thì nó cũng không có gì đặc trưng lắm, không có độ an toàn hay cái gì cao cho lắm, nên là em chỉ quay về cái thân vỏ. À, tất cả thứ thân vỏ cho anh là nó đẹp rồi thì là được, và nên lổ máy gửi cái lổ là ok. Thì bây giờ em sẽ lổ máy cho anh chị xem ạ. Thì anh chị mà đang có nhu cầu chạy học sinh hay là mua về làm bất kỳ cái gì đấy thì cứ liên hệ với em đấy, để phát là nổ luôn anh chị nhé. Đây ạ. Đấy, rất là khỏe anh chị này. Đấy, rất là khỏe luôn nhé anh chị nhá. Vâng. Một mẫu xe phải nói là cũng khá là tuyệt vời. Máy thì nổ cũng rất là êm. Đấy, không có gì cả. Nhìn đây như thế thôi. Nên mà anh chị mà phù hợp, cảm thấy phù hợp công việc của mình thì cứ alo cho em để sử dụng mẫu xe này về làm công việc của mình. Vâng, thì em vừa mới quay qua cho anh chị quay cho anh chị 3 đấy. Có chốt rồi thì xin liên hệ cho em nhé. Vào đây ạ. Đây là cơ sở của em ạ. Và nay thì chiếc Transit 2008 này em đã bán rồi. Và chốt với anh ở Hà Nội là 140 triệu. Đây, em đang có 135 triệu thôi, nhưng bán 140 triệu thì các bác bảo quét là nó là thật. Vì là lý do là em 140 triệu này em bao thay cho anh 4 quả lốp mới ạ. Vâng. Thay cho anh 4 quả lốp mới. Với lại bao rút hồ sơ cho anh ạ. Vâng. Sang tên luôn cho anh nhé. Bao sang tên. Đấy, bao sang tên, bao thay nút mới cho anh ấy. Đấy, anh chị thấy chưa? Đấy, làm nói chung là khách hàng là thượng đế mà. Mình cảm thấy khách hàng có nhu cầu thì mình cứ bán theo đúng cái giá mà mình đăng, thì anh chị đến xem xe cảm thấy đẹp là anh chị giả đúng giá thôi. Vâng. Và thế em xin kết thúc clip tại đây. Nếu anh chị có nhu cầu sử dụng về cái mẫu xe như này thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621 em Khanh ạ.